Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Chị tên gì á? Dạ, em tên là Lê Minh Bảo Hương. Dạ. Sinh ngày 27 tháng 12 năm 1973. Dạ. Năm nay là 42 tuổi. Dạ. Rồi chị bị đau cái gì từ dạ, nào? Em thì từ hồi năm 2011 em dạ. bị viêm đường tiểu. Đường tiểu. Dạ. Rồi nó lên tới thận. Dạ. Hai lần bị pyelonephrit thi cư. Dạ. Mà bây giờ á, cái affection hơi nam nó chronic rồi. Dạ. Là lúc nào em phải uống thuốc hết đó. Uh-huh. Uống thuốc trường kỳ. Uh-huh. Là mỗi ngày là em phải uống thuốc. Yeah. Nếu không uống thuốc thì bị affection hoenae. Yeah. Mà cái đó là nó repetition từ hồi 2011 tới bây giờ. Yeah. Và mỗi lần mà em ngừng thuốc là em bị affection du rein. Uh-huh. Phải hospitalisation. Uh-huh. Et j'ai toujours cái lúc nào cũng mệt hết, không bao giờ mà khỏe được hết. Uh-huh. Sáng dậy là giống như không còn energy nữa. Uh-huh. Là sáng em ngủ dậy á, là giống như là em chưa ngủ cả đêm luôn. Uh-huh. Đó mà em thức khuya nhưng mà tại vì tối thì em ngủ không được. Uh-huh. Sáng thì em rất là mệt. Uh-huh. Mệt cho đến có bữa không còn energy nữa. Uh-huh. Thành ra anh bạn của em thì giúp em như là làm yến cho em uống, cho em ăn thì em thấy đỡ một chút. Nhưng mà cái người em lúc nào cũng em cũng thấy mệt, có bữa em không còn cái gì, nó giống như ở đây nó bị phí đê. Nó không còn một cái energy mà để có cái sức sống á. Dạ, em thấy cái người nó sáng nó làm cho em khỏe. Có một cái energy gì trong người đó. Nó không có làm cho em mệt, không làm cho em nhức đầu. Không có chóng mặt. Mà thấy người nó khỏe. Khỏe lại. Giống như mình sống lại. Nhưng mà em thấy sáng hơn cái mắt em như vậy. Cái mắt em nó sáng hơn. Rồi, cảm ơn. Như nó vip hơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Rồi. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.